Sáng nay 18 tháng 6, khi tiếp xúc cử tri tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời các vấn đề mà cử tri quan tâm như tình hình an ninh trật tự ở một số địa phương, dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và luật an ninh mạng. Thủ tướng mong muốn người dân bình tĩnh, tỉnh táo trước các hành vi kích động, lôi kéo của kẻ xấu, kiên quyết không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự. Cử tri đánh giá cao kết quả của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14. Nhất là những đổi mới của Quốc hội như hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn theo hình thức hỏi nhanh, đáp gọn. Đặc biệt là việc Quốc hội đã quyết định tạm dừng thông qua dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, thể hiện sự tiếp thu, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri cả nước. Nhiều cử tri bày tỏ bất bình trước việc mặc dù Quốc hội, Chính phủ đã lùi thời gian thông qua dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, nhưng nhiều đối tượng vẫn lợi dụng dư luận đã có hành vi chống phá, gây rối, kích động người dân. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo xử lý nghiêm minh các đối tượng có hành vi kích động, gây rối, phá hoại tài sản nhà nước, chống người thi hành công vụ. Sau khi lắng nghe ý kiến của các cử tri, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi, giải đáp các thắc mắc và khẳng định việc tạm dừng thông qua dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đã thể hiện trách nhiệm trước nhân dân của Quốc hội và Chính phủ. Thủ tướng cho biết, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt là nội dung đã được quy định trong Hiến pháp 2013. Mô hình này không phải là mới, nhiều quốc gia đã xây dựng và thực hiện thành công. Thủ tướng nhấn mạnh đến mục tiêu xây dựng dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt nhằm tạo nên một thể chế thu hút đầu tư mạnh mẽ ở ba đặc khu kinh tế, tạo nên các cực tăng trưởng mới của đất nước. Đề cập đến vấn đề thời hạn thuê đất dự kiến tối đa 99 năm ở các đặc khu mà dư luận quan tâm, Thủ tướng nói rõ thêm, theo dự thảo luật thì chỉ áp dụng đối với trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, còn phổ biến là 70 năm hay thấp hơn như luật đất đai đang quy định. Trong này có một gợi ý mà kẻ xấu nó phân tích lợi dụng cái này, tôi cũng nói rõ như thế. Tức là trường hợp đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ đã xem xét có thể 99 năm. Còn phổ biến là phải là 70 năm hoặc dưới hơn đó nữa. 99 năm trong trường hợp nào? Trường hợp đặc biệt như thế nào? Đặc biệt đó là công trình vô cùng tiêu biểu lớn, đầu tư rất lớn, mà đặc biệt là rất ít mà thôi. Mà quy trình đặc biệt đó như các anh chị đã biết, trước khi Thủ tướng quyết định thì phải Bộ Chính trị, phải Thường vụ Quốc hội và nhiều cơ quan khác, chứ không phải Thủ tướng đi quyết cái chuyện này. Thủ tướng khẳng định, những hành vi kích động quần chúng, đập phá, chống người thi hành công vụ, cản trở giao thông là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của nhân dân, sự bình yên của Tổ quốc, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của đất nước. Thủ tướng đề nghị phải lập lại trật tự, bảo đảm an ninh, an toàn cho xã hội, cho người dân và xử lý nghiêm hành vi vi phạm như ý kiến mà cử tri nêu. Giải thích thêm với cử tri về luật an ninh mạng, Thủ tướng cho biết nhiều nước đã xây dựng và ban hành luật này. Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu về tự do trên Internet. Do đó, luật an ninh mạng đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ trên 86%. Thủ tướng nêu rõ, trước tình hình này, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, cán bộ, đảng viên cần tích cực vận động, thuyết phục, tuyên truyền để người dân hiểu một cách đầy đủ về các nội dung của luật pháp. Cùng với đó là giải thích đề nghị người dân bình tĩnh, tỉnh táo trước các hành vi kích động, lôi kéo của kẻ xấu, bảo đảm an ninh an toàn cho người dân và xã hội. Bởi người dân Việt Nam có truyền thống yêu nước nồng nàn, có tinh thần cách mạng cao cả. Cũng đề nghị người dân bình tĩnh, tỉnh táo, tin tưởng và đặc biệt tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tuyệt đối là không lơ là mất cảnh giác. Nhất là lớp trẻ, các lực lượng chức năng của chúng ta cảnh giác hơn, nắm chắc hơn tình hình để chủ động xử lý. Tinh thần cảnh giác của người dân chúng ta rất quan trọng để không bị lôi vào âm mưu kích động của những người không để đất nước chúng ta bình yên. Cũng tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giải đáp các thắc mắc của cử tri huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng về các vấn đề như đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường bộ ven biển, các công trình kinh tế xã hội của Hải Phòng như sân bay Cát Bi, cảng quốc tế Hải Phòng, cơ chế hỗ trợ các dự án nông nghiệp công nghệ cao, công tác quản lý đất đai.